Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dạo này mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì trên tay của mình đang là Xiaomi Mavic 2 Pro ha, với cái dung lượng là 3830 hay là 3850 mAh gì đó ha. Thì mình sẽ sử dụng cái cell này để độ thử cho cái con Mavic Air của mình ha anh em. Đó, thì mình sẽ đặt cái viên pin nó nằm dọc đứng như thế này nè anh em. Vì cái kích thước của nó mình sẽ không thể đặt vừa với phần ngang, nằm ngang ha. Và trên tay của mình đây đang chính là cái mạch BMS của Mavic Air ha. Thì với cái pin đặt như thế này này thì chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng để cái mạch BMS vào ha, mà không cần phải làm chế cháo gì lại hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn những cái sợi dây ha. Mình sẽ sử dụng những sợi dây đen như thế này để mình hàn kết nối với pin với cái mạch BMS ha anh em. Và sau đó mình sẽ tiến hành mình ráp đầy đủ hoàn chỉnh rồi tinh chỉnh và cho nó bay thử để xem được kết quả của nó thu về là như thế nào hết anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì đầu tiên á mình sẽ tiến hành mình sử dụng những cái sợi dây điện ha. Để mình hàn kết nối những cái cell pin lại thì mình sẽ hàn cái cell nằm trong trước ha, cái cell nằm giữa trước ha anh em. Thì theo nguyên tắc á, chúng ta hàn á thì chúng ta cũng phải hàn cell giữa thôi, tại vì chúng ta không có thể nào mà chúng ta hàn lần lượt theo thứ tự là cell 1, cell 2, cell 3 được đâu ha anh em, mà chúng ta buộc phải hàn cái cell giữa trước. Rồi sau đó chúng ta hàn hai cái cell hai bên ha. Thì cái cell giữa này mình chỉ cần sử dụng hai sợi dây điện nhỏ để lấy cái tín hiệu điện áp cân bằng thôi nha, chứ mình cũng không cần phải sử dụng tới sợi dây điện lớn để tải ha. Tại vì ở cái cell giữa cái điểm giữa, mà có nghĩa là cái điểm kết nối giữa giữa các viên pin lại với nhau anh em, thì anh em chỉ cần hàn dây điện nhỏ thôi để cho cái mạch nó hiểu được cái điện áp chỗ đó thôi, chứ nó không có cần tải. Vì cái tải của chúng ta là nó nằm ở hai đầu ngoài của hai cái viên pin ha, là cái đầu 0V là cái đầu địa cực cực âm đó, và cái đầu 12V ha là cái đầu nối sau khi nối tiếp lại ba viên ha. Mình nói vậy nó hơi khó hiểu nhưng mà anh em phải hiểu là khi mình ghép ba cell lại thì nó sẽ có cái cell giữa và có những cái điểm nối giữa những pin đó, là cái điểm nối đó thì chúng ta chỉ cần sử dụng những cái dây điện nhỏ hơn nó vì nó không có tải. Còn hai cái đầu cấp nguồn chính đó, của pin đó, để lấy ra được cái điện áp 12V đó thì chúng ta mới cần sử những cái sợi dây điện lớn ha. Thì đây á, nó bấm sẵn cho mình cái kẽm ở trên cái mạch pin rồi, cho nên là mình hàn thiết vào nó rất là dễ ăn ha anh em, chứ nó cũng không có khó khăn gì trơn ha. Đó, thì đối với anh em nào có sử dụng Mavic Air hoặc là Mavic E2 và Mavic E2S luôn ha, thì có thể làm theo cách này hoàn toàn ok luôn nha anh em. Nó pin của thằng Mavic Air, Mavic E2 và Mavic E2S nó hoàn toàn giống nhau hết anh em. Những cái viên pin này nó hoàn toàn giống nhau, cho nên là anh em cứ yên tâm. Thì mình hướng dẫn anh em làm Mavic Air, thì anh em nào có sử dụng Mavic E2 hoặc E2S thì cũng làm theo tương tự ha. Đó, thì chúng ta cũng cứ hàn vào. Thì ở đây á, do là pin 3S là ba cell pin, chúng ta sẽ không thể nào hàn theo đúng nguyên tắc là từ cực âm hay là cái chân 0V đó, rồi chân 4 3,7V, rồi chân 7,2V, rồi chân 12V được ha. Chúng ta cứ hàng ngẫu nhiên và cuối cùng là chúng ta cần phải sử dụng cái tool ha anh em. Ta sẽ cần phải sử dụng cái tool để mở khóa ha. Thì ở phần sau á, mình sẽ sử dụng chính cái USB mở khóa pin mà mình đã giới thiệu ở những cái video trước á, mình sẽ sử dụng cái USB đó để mở khóa cho anh em xem luôn ha. Đó, thì anh em hàng không cần phải phân biệt quy tắc gì đâu, quan trọng anh em chỉ cần hàng đúng các đầu cộng trừ của pin là được ha. Ở đây thì mình không có được phép hàng sai hết anh em, vì anh em hàng sai sẽ gây cháy mạch ha, cháy cái mạch BMS này. Anh em bắt buộc phải hàng đúng đúng các cực ha, vì còn hàng trước hàng sau thì không quan trọng đó, anh em có thể có quyền hàng trước hàng sau, vì cuối cùng anh cũng vẫn phải cắm tuôn thôi. Nếu không cắm tuôn thì cũng không cách nào để mở khóa lại cái mạch ha, vì cái mạch nó sẽ khóa ha, chắc chắn 100% là cái mạch nó sẽ khóa. E2, E2S đều như nhau hết anh em, nó đều chung cái nguyên tắc hoạt động như nhau ha. Đó, thì anh em cứ hàn bình thường. Rồi đây là cái dây động lực nè, đó đây là dây nguồn chính lấy điện áp 12V nè. Thì mình sử dụng dây đôi ha, mình sử dụng dây đôi, anh em có thể sử dụng dây đôi, dây ba, nói chung sử dụng những cái dây mà có cái lõi lớn á, để cho nó đủ cái dòng tải ha anh em.
Nếu mà anh em xài cái dây mà cái lõi nó nhỏ quá là nó sẽ không có đủ dòng ha, khi chúng ta bay nó sẽ bị sụt áp ha. Hoặc là cái cọng dây nó sẽ bị nóng nóng ha, nó không đủ tải, nó nóng có thể nó bốc khói luôn đó anh em. Thì hai cái đầu tải thì buộc chúng ta phải sử dụng hai dây lớn hơn ha. Ở đây thì mình không có cái dây điện lớn lắm thì mình sử dụng tạm hai cái dây này, nói chung là mình cảm thấy nó cũng vừa đó. Tính về công suất thì nó có khoảng 200-300W gì đó, thì sợi dây này nói chung cũng còn chịu được ha, nó cũng không gọi là đủ tải lắm, nó cũng hơi thiếu thiếu đó, nhưng mà thôi kệ đi. Thì có khi nào mình làm cho nó, mình test thử mà, mình làm test thử thì khi nào mình làm ok thì mình có thể mình sẽ nâng cái dây to hơn. Thì tốt nhất là anh em nên sử dụng dây AVFG ha, dây chịu nhiệt á. AVFG cái lõi nó có khoảng 1.75 ha hoặc là 1 mm thì càng tốt nha anh em. Những dây đó sẽ đủ tải hơn ha, nó sẽ đủ cái công suất tải hơn ha. Còn cái dây này của mình sử dụng dây thường thì khi nóng có thể nó sẽ không an toàn ha, nó có thể chảy bọt nhựa ra gây chậm chập ha. Thì mình làm tạm để mình test cho anh em xem thôi. Mục đích của mình là mình muốn tìm hiểu về cái thời gian bay có thể đạt được ha, cũng như là cái trọng lượng, cũng như là cái độ ồn, cũng như là cái khả năng ổn định ha, hoặc là cái hình thức thẩm mỹ bên ngoài ha. Chứ anh em thì mình khuyên anh em mình nên độ thì sử dụng SEO của thằng E2 á, 3.500 á, nó sẽ thẩm mỹ hơn ha, nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ đẹp hơn ha. Còn này mình độ để mình kiểm tra xem cái thời lượng bay nó có tăng thêm nhiều không, vì cái SEO này nó nặng lên tới, ba SEO này nó nặng lên tới 190 gram anh em đó, mà dung lượng nó tăng lên cũng không bao nhiêu ha. So với E2 thì 3.500 mAh, dung trọng lượng nó là 160 gram ha, và SEO zin nó độ đâu đó khoảng 110 gram ha. Thì anh em phải cân nhắc trong cái việc gọi là trọng lượng, thời gian bay ha, tính thẩm mỹ và độ ổn định ha, thì anh em phải cân nhắc. Còn đây mình làm cái SEO Hai Pro này, thì cái SEO này là do là cái SEO này là mình được một cái người anh mình, nói chung là thông qua cái video này thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới người anh đó, đã chia sẻ cho mình cái SEO Mavic 2 Pro này để mình thực hiện được cái dự án này ha, để mình biết được thêm cái thời gian bay so với trọng lượng, để mình nghiên cứu được cái gọi là gì, cái gọi là mình phải lựa chọn cân nhắc như thế nào đó khi trong cái việc mình lựa chọn xe pin đó, nó cả trọng lượng, cả về thời gian bay, cả về thẩm mỹ này kia nữa đó. Thì SEO 2 Pro này buộc chúng ta nó phải đặt đứng trong cái thân máy ha, vì không thể nào chúng ta đặt nằm ngang được, vì nó có bề ngang nó khá là to anh em, có bề ngang nó khá là to, cho nên là anh em đặt nằm ngang không được, thì trong thẩm mỹ của nó là không không ổn rồi đó, trong cái thẩm mỹ có vẻ nó không ổn rồi đó. Còn về thời gian bay lâu hay là mau thì còn chưa biết ha anh em. Thì để khi nào mình ráp xong đi thì chúng ta bay test thử, chúng ta sẽ biết được cái thời gian của nó sẽ đạt được bao nhiêu ha. Bây giờ mình cứ đóng khối lại, mình hàn kết nối lại vào trong cái BMS, rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái USB để unlock thử cho anh em xem ha. Đó, hàn chính xác đúng theo cái cực tính của pin ha. Ở đây thì mình không được phép mình làm sai ha anh em. Làm sai chúng ta có thể trả giá bằng cái mạch BMS của anh em đó ha. Rồi anh em cứ hàn vào thôi, bình thường thôi. Rồi ok. Ok anh em, thì mình còn muốn nói với anh em một cái vấn đề nữa, đó chính là cái vấn đề mà lựa chọn xe pin ha. Hiện tại trên thị trường nó có 3 loại xe pin chính mà mình thấy ha, đó là pin lipo 4,35V trên một cell, pin lipo 4,4V trên một cell, và pin li-ion ha anh em. Pin li-ion tức nghĩa là những cái pin như pin 18650, pin 21700 đó, những cái pin viên pin tròn tròn đó anh em. Đó thì anh em phải cân nhắc trong cái việc lựa chọn những cái xe pin đó ha, vì nó khác nhau về mặt điện áp ha anh em. Pin chúng ta có pin của E ha, E2 và E2S ha, là sử dụng pin lipo 4,4V ha anh em. Thì khi mà anh em thay những cái cell pin nó khác về điện áp á, thì chúng ta buộc phải cấu hình lại điện áp bằng cái tôn ha. Và nếu chúng ta không cấu hình điện áp á, mà chúng ta gắn vào những cái loại pin đó đó, thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là xấu tới những viên pin đó ha. Đó chính là những cái viên pin đó có thể nó sẽ bị sạc quá mức ha, ảnh hưởng tới tuổi thọ cũng như cái độ ổn định của pin ha. Anh em đừng có vội vàng mà coi như gọi là không có tìm hiểu kỹ á, về cái cell pin đó mà chúng ta thay thay ha, thì nó rất là nguy hiểm anh em. Chúng ta nhất đặc biệt là anh em mà sử dụng cái cell li-ion á, anh em sử dụng cell li-ion để thay vào ha, rất là nguy hiểm, vì cell li-ion nó chỉ được có 4,2V trên cell thôi, mà chúng ta gắn vào đây và sạc ha, thì nó sẽ bị sạc quá mức lên 4,4V, rất là nguy hiểm luôn nha anh em. Đó thì hiện tại mình
mình không khuyến khích anh em sử dụng cell lithium để đổ cho pin cho E2 và E2S nha. Anh em cần phải có những cái kiến thức nhất định về pin, rồi anh em cần phải có những công cụ tinh chỉnh nâng cao về điện áp, rồi dòng xả, dòng cắt, nói chung rất rất là nhiều thứ liên quan về mặt kỹ thuật của pin ha. Đó thì anh em mình không hề khuyến khích anh em sử dụng pin lithium để đổ ha. Có thể trong tương lai mình sẽ tìm cách đổ pin lithium, nhưng mà khi mà mình có đầy đủ những cái công cụ cần thiết á thì mình mới tiến hành mình đổ cái cell lithium để cho anh em tham khảo ha. Còn hiện tại bản thân mình cũng chưa có những cái công cụ để tinh chỉnh nâng cao về mặt điện áp cho cái pin của con Mavic Air này ha. Thì mình cũng chưa có thể nào mình dám tự tin để mình thử mình đổ ha, vì nó không có đúng về mặt kỹ thuật nha anh em. Đó thì anh em ráp vào nó vẫn có thể sử dụng được đó, nhưng mà mình tin chắc là anh em không thể nào dám sử dụng cái cell đó để bay ngoài thực tế đâu, nó rất là nguy hiểm luôn, nó sai khác về đủ thứ hết đó. Thì mình cũng khuyên anh em là lựa chọn cell là như vậy ha. Lưu ý là cái cell 4.35 nó nhìn cũng giống cái cell 4.4V nữa, thì anh em phải đọc kỹ thông số nhà sản xuất cung cấp cho mình để lựa chọn đúng cái cell ha. Chúng ta không có nên gắn một cách mù quáng ha, chúng ta phải tìm hiểu trước khi chúng ta lựa chọn và tiến hành lắp ráp vào thực tế ha anh em. Rồi ok anh em, sau đây mình sẽ sử dụng cái USB để unlock cái mạch ha. Mình sẽ sử dụng sạc để mình kiểm tra coi cái nó có khóa không hả anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì đây là cái viên pin của mình đang cắm sạc hả anh em. Mình đã cắm nó vào nguồn ha, và nó không hề có cái hiện tượng gì xảy ra hết trơn hả anh em. Nó đang ngủ khò luôn rồi hả anh em, cái mạch nó đang khóa rồi đó. Thì anh em cắm sạc hay là anh em thao tác bất kỳ cái gì nó cũng sẽ không có lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái USB á, mình sẽ sử dụng cái USB unlock mà ở video trước mình đã giới thiệu đó, để mình mở khóa nó ha anh em. Đó, hôm nay mình sẽ biểu diễn cho anh em xem. Ok anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái USB này, mình kết nối vào cái cục sạc dự phòng để mình lấy nguồn ha. Rồi mình dí ba cái chân vào trong cái mạch pin ha. Mình dí ba chân vào là chân SDA, SCL và GND ha. Sau đó mình chỉ việc ấn nút và cái viên pin mình nó sẽ hoạt động trở lại ha anh em. Thì với mỗi lần kích pin như vậy nè, anh em vác nó mang ra quán ha, hoặc tiệm sửa pin ha, thì có thể nó sẽ làm anh em từ 200k cho tới 500k ha, tùy, có thể lên tới 900k cũng không chừng nữa ha anh em. Nó thì với cái USB chỉ giá của nó khoảng 100-200k thôi, thì anh em có thể dễ dàng nó unlock lên và mở khóa viên pin một cách vô cùng đơn giản ha anh em ha. Lên rồi nè ha anh em. Đó, anh em coi kỹ ha, mình rõ ràng mình không có sử dụng bất kỳ một cái công cụ nào khác ha. Mình sử dụng chính cái USB mà mình đã giới thiệu cho anh em ở những cái video trước ha. Đó, mình unlock và mở lại cái viên pin một cách dễ dàng ha. Mình đã lượm được cỡ 400k quá anh em. Đó. Cái này mình làm được chắc cỡ 400k ấy, tại vì mình hôm bữa mình có nghe có một cái anh kia bảo là cái viên pin mà Mavic 2 Pro của ảnh để lâu không sử dụng anh em. Đó, để lâu không sử dụng mà đem đi kích quán nó lụm anh ấy tới 950k, mình nghe mình cũng hơi thốn đấy, nghe cảm giác cũng thấy cũng thốn lắm. 950k cho một lần đánh thức viên pin ha. Rồi ok anh em, tiếp theo mình sẽ tiến hành mình gắn vào bài test nha anh em.
Có một cái vấn đề mình muốn nói với anh em như thế này nè, là nó bay quá ồn anh em, bay thật sự ồn ồn kinh khủng luôn anh em, nó gáy rất là lớn nha. Và một cái điều nữa là nó không có báo đúng cái phần trăm điện áp nha. Đó, ở đây nó đang báo là low batteries nhưng mà thực tế là cục pin mình nó còn tới hơn một nửa lần anh em, nó còn tới hơn một nửa luôn đó anh em, mà nó vẫn báo là low battery ha. Cái nó báo không đúng ha, do mình chưa có cân chỉnh nó, cho nên là mình thấy cái phần trăm nó báo không có đúng đó. Thì chắc có lẽ là mình sẽ tìm hiểu và mình chỉnh sửa lại, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong một cái video sau ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.